Rồi mặt T23 nha, qua thiếu đầu đèn. Thì giờ đã cho nó xong đầu đèn nha. Qua giờ chưa gửi đầu đèn về. Đấy. Mấy bác có thể đón coi lại video Mitsubishi mặt T23 hôm qua em đăng á. Rồi được thì alo nha. Rất là rẻ. Con mặt T23 trợ lực lái nha. Một con mặt T23 trợ lực lái nha, rất là đẹp nha. Fit Pro luôn. Đèn, gửi đèn luôn. Đó, đây nha. Rất là đẹp. Một cái 23 nha. Phá cốt đủ luôn đấy. Đây. Đấy, phá đây. Đây nha. Rất là sáng, đèn này thì sáng vô địch luôn. Một cái 23 nha. Hôm qua kêu thiếu đầu đèn á, thì giờ đã có đầu đèn về. Rồi xin nhan. Đây nha. Đấy, xin nhan bên kia. Đây. Rất là fit nha, chạy lực lái nha. Rồi cho coi qua tình trạng máy móc của em nó tí luôn. Để em lật ra. Mấy bác có thể đánh coi lại video nha. Nhưng mà em cho coi một khúc video. Máy nó đẹp long lanh luôn, yên tâm. Một tay 23 nó còn bóng kít luôn nè. Con này chỉ xấu cặp lốp sau thôi, còn lốp trước thì thay mới hoàn toàn. Đây hôm qua em cho coi luôn cả cái nắp này, trong còn trắng tinh luôn, yên tâm về chất lượng nha. Bao hơi hám, bao mấy bác hơi hám luôn nè. Con này quá vip. Con xe cực đỉnh, MT23 trợ lực lái rất là đẹp nha. Ai chê chứ, ai chê là chứng tỏ người ta không biết xài MT nha. Ai chê là người đó chứng tỏ không biết xài MT nha. Còn những bác mà xài rồi mới hiểu được cái xe. Thì cho mấy bác coi qua tình trạng sơ bên đây thôi, chứ còn nếu như muốn coi kỹ thì vô lại video hôm qua em đăng ấy. Coi cho kỹ càng. Rồi ủng hộ con này. Yeah. Gầm cầu còn rất là sạch sẽ, yên tâm. Rất là đẹp, mặt T23. Đây, cháu đuôi nó thì khô ra. Yên tâm về chất lượng, màu nó chì ra rất là đẹp nha, nguyên zin nha. Ốc ếch còn rất là đẹp nha. Nguyên zin nó luôn đấy. Đây là ốc thăm nhớt nha, bọn em thăm lại nhớt nè. Đâu có gì hết đấy. Một, hai, ba. Nó ố nha, rất là đẹp. Các bạn thấy không? Nha. Con này gần như là như mới luôn. Yên tâm về chất lượng. Lúc sau thì về bỏ semi nha mấy bác nha. Lúc sau nứt vừa vừa. Nhưng mà về tốt nhất là nên bỏ lại semi cho nó ngon. Lúc trước thì mới luôn rồi, nên yên tâm. Lúc sau là chạy 9.524 ấy. Nó nứt trên đây thôi, chạy bên hông này chưa hề nứt. 9.524 lúc nhập luôn. Lúc trước là chạy 8-16, A7-14. Ý tính chất lượng nha, thì mấy bác thấy rồi đó. Bên em thì bán xe khắp mọi nơi nên mấy bác yên tâm về chất lượng 100%. Không phải suy nghĩ về một cái vấn đề gì hết đó. Yên tâm về chất lượng nha. Rồi, lần nữa cảm ơn mấy bác. Thôi được rồi, để em test lên tí nữa cho coi luôn. Để nắp lại đã. Quên em nói mấy bác luôn, con này bếp kim nha mấy bác nha. Con này bếp kim nha. Vô địch thiên hạ. Con này bếp kim vừa lợi dầu vừa vô địch thiên hạ, động cơ 4 máy nha. Rất là đỉnh. Mấy bác coi tình trạng máy móc em nó khỏi chê luôn. Bác nào ủng hộ con này không phải suy nghĩ điều gì hết. Rồi. Con này nha. Một con MT23 rất là đẹp nha.
Rồi bây giờ em test máy nó lên. Đó, nói trước mấy bác là một con MT23 bắp kim nha. Con này giá bên em đang ra 60 triệu. Cũng đang chuẩn bị có bác muốn bốc, nhưng mà nếu như bác nào mà muốn nhanh thì em bán luôn. Con này thì cực đỉnh luôn, không sấy không sửa gì đâu. Thấy không? Cái là nổ thôi. Trợ lực lái nha. Thấy không? Rất là nhẹ, nên yên tâm về chất lượng của con này. Mấy bác thấy rồi đấy. Rất là đỉnh. Yên tâm về chất lượng nha. Nó chạy cực kỳ sướng luôn. Số của nó lại số cứ tiến lùi này rất là sướng nha. Nè tiến như này là hết số, như này là lùi. Cấp độ của nó lan 4 số này. Mà 4 số này. Và đây là tiến lùi thôi. Rất là khỏe nha. Con này xài vô địch. Vô địch thiên hạ luôn. Bác nào lấy không phải suy nghĩ điều gì hết. Rồi em mắc tua lên cho mấy bác coi. Em đạp mắc tua nha. Rồi yên tâm nha. Rồi chạy tới tí luôn cho mấy bác yên tâm. Chạy chậm chậm thôi, nhớ chạy nhanh. Rủ má ghê quá. Ghê. Đấy mấy bác thấy không, xe mạnh chưa. Em đạp đây mà còn sợ nó luôn. Rất là mạnh nha. Nghe quen. Rồi mấy bác alo, sớm con này chốt đi rồi bán cho. Sáu mươi củ quá rẻ cho một con MT23 nha. Rồi 60 triệu con ngày này nghe mấy bác nha, được thì em bán cho mạnh lắm, đi cảm giác đi lái phê thôi rồi.